Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hôm nay ban của Hoa cư ở đình thần Tân Lập, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, Đồng Nai. Ban của Hoa sẽ tiếp tục cư theo dòng. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Dạ nó láng quá. Thường cầm cái dây đai thì nó sẽ cọ mấy ngón tay nè. Cây dầu này thì ba của Hoa đã cưa mấy nhánh 7 tháng trước rồi. Do dịch bệnh giãn cách xã hội nên sau 7 tháng mới quay lại để mé bớt và đôn đọt. Như lần trước cưa chỉ có mé hai cây này thôi và bác thủ đã cưa mé nhánh một cây này, đã ra tược xung xuê. Cây càng lên cao càng cái thân càng ốm, sử dụng cái bộ móng leo rất là khó khăn, phải chàng hai chân qua hai bên đó. Đây leo lên phải trang bị thêm cái chai xịt mũi nữa, không là kiến rất là nhiều, kiến vàng và kiến điện. Yeah.
Cái lóng ở phía dưới cưa rồi nên nó dội ra, nó văng tiếng lớn quá. Rồi càng xuống thấp phía dưới thì ba của hoa dễ điều khiển hơn, nãy còn trên cao mà cái cây dầu này thì sát hàng rào quá nên phải cưa nhỏ nhỏ phần trên. Phần dưới thì dễ điều khiển thôi, mình sẽ cưa dài ra một chút.
dầu này nó mất nước quá nhiều. Ba củ hoa cưa như vậy là đã hoàn thành rồi. Cây dầu và cây sao thì mình không cần chừa nhánh thở, nó vẫn sống. Cây sống rất là dai. Bây giờ đó mình cũng quen từ từ với cái móng thì nó mới chăm hay không bằng quen tay, mà lúc đầu thì mình không quen thì sau này mới quen dần từ từ, bây giờ cũng ổn rồi. Còn máy bay thì có khi nào bước mình có bỉ nữa đó. Nãy mà cách mấy phút đó là khoảng bao nhiêu mét một phút vậy? Nó phải trên 2 mét mới có là mới xài được xài, mà dài nữa thì nó không nên, nó lộn như đắng u vậy không nên. Dạ. Rồi cho nên mình chắc cũng như 2m2, từ 2m trở lên vậy đó, mà cũng không dài quá, hay là 2m xài được rồi. Còn là nhỏ rồi cắt củi nó đôn kiểu vậy đó, cây dầu rồi chứ nó không chết, cái dầu cây sao là đôn kiểu vậy nó không chết. Dạ. Vậy đó, rồi cái này cũng cao, cái này gì đó mê mình mé rồi bỏ cù rồi. Ở cây đó thấy nghe hàng rào rồi với điện, cái đó cực tích nó chậm lắm. Rồi bye bye. Ba cho con hỏi là khi mà ba leo bằng bộ đai đó thì cái mấy cái ngón tay của ba nó có bị cọ không? Có, nó cọ là cọ mấy cái này nè, cái tay mình cầm dở lên đó là nó ma sát vô cái cây, cái da cây à, mấy cái này nè mà ghiết nó cũng chai ghiết à, mấy móng nó chai hết rồi. Dạ. Thì tại vì nó giặt lên giặt xuống đó, hấp lên. Nào, bà cho con coi. Nó cái đầu này nè, nó bị sừ sừ, nó cả vô cái da cây á. Mà mấy này chai rồi, mà bên này chưa chai. Dạ. Kệ, mà mốt thành cây luôn, nó chắc. Oh.
ba cú hoa cưa như vậy là đã hoàn thành thêm một cây nữa rồi. Hoa cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.